Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó thì các bạn không thấy hình của Thuận tại vì hôm nay webcam nó bị một chút vấn đề. Nhưng mà Thuận muốn tiếp tục chia sẻ với các bạn tối hôm nay rồi ngày mai Thuận mới chỉnh lại cái webcam. Và hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 3, có nghĩa là ngày cuối cùng của quý 1 rồi. Và ở Việt Nam hôm nay đây ngày thứ sáu ngày 1 tháng 4. Và bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali thì các bạn thấy được là hôm nay đó chúng ta thấy giá của BTC đi xuống và không chỉ riêng là giá của Bitcoin đâu. Hôm nay chúng ta thấy thị trường crypto là một màu đỏ và các bạn thấy được giá bây giờ đó xuống tới cái mức là 44 499 có nghĩa là 44.500 đô đó thì cái mức giá này đã trả trở về thời điểm nào cái mức giá này đó đã trả trở về cái thời điểm ngày 27 tháng 3 có nghĩa là cách đây 4 ngày thì chúng ta thấy là thị trường nó không chỉ riêng Bitcoin mà chúng ta thấy hôm nay đã có rất nhiều màu đỏ trên thị trường và lý do tại sao đó thì thực sự hồi nãy giờ thường tìm thông tin đó, thì không có một cái lý do duy nhất nào có thể giải thích được tại sao mà giá cả đi xuống mặc dù là hôm nay có rất nhiều thông tin nhất là thông tin liên quan tới pháp lý mà Thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn rất nhiều những cái tài liệu tôi nghĩ là rất quan trọng để các bạn có thể nắm được tình hình nhưng mà chúng ta nhìn một số những đồng lớn ngày hôm nay thì đã sao? Các bạn đã thấy đó là giá của BTC hôm nay trong refresh trang con cầu này thì các bạn sẽ thấy được là giá của Bitcoin xuống 5,9% trong vòng 24 giờ qua. Ethereum đó thì xuống cũng phần trăm tương tự là 5,2% và thật ra các bạn nhìn vào những đồng lớn đó, như là BNB, chúng ta nói tới XRP, Cardano, Terra Luna Avalanche xuống là khoảng chừng 5 cho đến 8%. Chúng ta có một đồng mà xuống ít hơn trong top 10 này đó chính là Solana xuống 2,3%. Và chúng ta có phải thấy là đang có hiện tượng long squeeze, nghĩa là nhiều lần long về thanh lý dẫn đến giá đi xuống hay là không. Thì cũng không hẳn đâu các bạn. Các bạn đang thấy chúng ta đang nhìn vào có trang là trang Conclass. Thì trang Conclass cho thấy được đó là trong vòng 1 giờ qua tổng cái số lượng lệnh đòn 7 bị thanh lý là 77 triệu. Trong vòng 4 giờ qua là 134 triệu bị thanh lý trong vòng 12 giờ qua là 234 triệu bị thanh lý và trong vòng một ngày qua là 384 triệu đô la lệnh bị thanh lý con số này nghe có vẻ là nhiều nhưng mà các bạn cũng đã biết là không phải là nhiều đâu những ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý đó con số này nó có thể lên tới gấp 4 lần cho nên hôm nay nếu nói là lý do giá xuống tại vì nhiều lệnh bị thanh lý cũng không hẳn đâu và chúng ta thấy được là trong vòng 4 giờ qua các bạn nghĩ lệnh nào bị thanh lý nhiều nhất trên những sàn Những sàn lớn như là Binance, OKX, Bybit, FTX vân vân Thì các bạn thấy được là cái số lượng lệnh bị thanh lý nhiều nhất trong vòng 4 giờ qua là 94% lệnh lon rồi đương nhiên tại vì giá đi xuống mà Và các bạn có thể thấy được là hiện bây giờ ngay lúc này Cái số lượng lệnh trên thị trường nó là long nhiều hay là short nhiều chúng ta có thể uh, kiểm tra long versus short ở trên coin class thì bên dưới này các bạn sẽ thấy được là trong thời gian là một giờ qua chúng ta thấy là vẫn nghiêng về là nhiều lệnh short hơn lệnh long 51,85% là lệnh short còn lại 48% lệnh long và chúng ta thì được trong vòng 4 giờ qua thì ra sao trong vòng 4 giờ qua đó thì nhiều hơn nữa gần như là 54% là lệnh short còn lại là 46% lệnh long trên cái sàn lớn như là các bạn nhìn thấy trên màn hình sàn binance, ftx, deribit, bitfinex vân vân và cái số lượng lệnh mà bị thanh lý hôm nay nó thực ra không có hề hứng gì các bạn đã thấy trên màn hình đó là đây là cái tài liệu đến từ Crypto Khoan cái đường màu xanh các bạn nhìn thấy đó đây là cái đường đại diện cho tổng số lượng lệnh đòn bẩy thì các bạn thấy được bây giờ là mức nào bây giờ là đang ở cái mức cao trong vòng 3 năm qua từ tháng 3 năm 2019 cho tới bây giờ có nghĩa là thị trường bây giờ rất nhiều những cái lệnh đòn bẩy và chúng ta thấy được gần đây đó có một số đợt những lệnh long và những lệnh sốt đi thanh lý nhưng mà thật ra không có thay đổi xu hướng bây giờ vẫn đang ở mức cao chỉ là hiện bây giờ đó funding rate thì cũng ôn hòa trở lại ở cái mức khi mà thường refresh á, là các bạn thấy ra cái mức của funding rate ở thời điểm hiện tại là 0.003 thì coi như cũng rất là cân bằng và chúng ta có thể nhìn thấy thêm một số những tài liệu nữa là gần đây đó thì có một số đợt chúng ta nói là có động thái là thợ đào bán. Thì những bạn nào mà theo dõi cái channel Telegram mà thuần tạo ra để chia sẻ những cái lời đến từ Crypto Hoa này cũng thấy có một số những cái thông báo gần đây là có động thái là thợ đào sau thời gian là hầu như là hơn một năm không có động tĩnh thì lại có thấy cái sự xuất hiện của những thợ đào có dấu hiệu là bán thì một người này đó đây là một người ở trên crypto khoan có tên là crypto summon thì crypto summon đó, chia sẻ là mỗi một lần mà chúng ta thấy là cái động thái của thời đào đó có nghĩa là cái đường màu trắng bên dưới này có cái sự tăng trưởng trở lên đó thì đây là cái dấu hiệu là chúng ta sắp sửa bước vào một cái bull market tại vì trong thời gian mà bear market đó, thì là những cái lúc mà cái làng màu đỏ này trên màn hình đó, thì các bạn thấy được là những cái thời điểm đó thì chúng ta không thấy thời đào bán tại vì người này lập luận là lúc mà thị trường không ổn đó không có mạnh thì những thời đào sẽ không có bán tại vì những thời nào mà họ muốn bán với cái giá tốt như này họ chờ giá cả tăng trở lại rồi họ mới bán cho nên thường đó khi mà những thời đạo nghĩ ra thị trường đã tốt trở lại thì lúc đó thời đạo mới bán cho nên mỗi lần mà chúng ta thấy là thời đạo di chuyển đồng của mình thì cũng không hẳn là tin xấu đâu nhưng mà chỉ có một cái mà thường cảm thấy không hợp lý ở đây là các bạn thấy được là người này trên màn hình đó thì để là cái thời gian từ tháng 3 của năm ngoái cho đến bây giờ nghĩa là trong một năm qua chúng ta nằm trong bear market thì làm sao mà bear market được trong khi mà các bạn đã nhớ là tháng 11 mới đây giá của Bitcoin đó đi từ cái mức các bạn đã nhớ là giá BTC đã hè năm ngoái đi từ 63.000 xuống còn 29.000 rồi từ 29.000 lập đỉnh mới là 69.000 tháng 11 thì làm sao gọi là bear market được đây là cái điểm mà không hợp lý ở trong cái hình này Lập luận thì cũng cảm thấy là cũng có một phần là có lý, nhưng mà về cái chia sẻ biểu đồ này thì cũng không có hợp lý lắm. Làm sao mà là bear market trong khi chúng ta vừa có cái đỉnh mới, tháng 11 mới đây. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới một số những cái thông tin nổi bật đi. Thì chúng ta thấy được là một trong những thị trường cũng đỏ ngày hôm nay đó chính là chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ. Và các bạn đã thấy được là chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đó, chỉ số Dow Jones là xuống 1,56% chỉ số S&P 500 đã xuống 1,57% và Nasdaq cũng xuống phần trăm tương tự và hôm nay là ngày cuối cùng của quý 1 và các bạn thấy là cuối cùng của quý 1 này đó là chỉ số Dow Jones đã kết thúc cây quý tệ nhất trong vòng 2 năm qua các bạn thấy được là cái À, sự xuống giá của chứng khoán gần đây như thế nào và chúng ta có thể thấy được là chỉ số chứng khoán màu đỏ như vậy đó là có một số những thông tin những thông tin gì các bạn có thể thấy được là có thêm dấu hiệu ngày hôm nay là một lần nữa chúng ta thấy dấu hiệu là cái công trái phiếu 2 năm và 10 năm của Hoa Kỳ đảo ngược có nghĩa là cái hiện tượng lợi tức đường công đảo ngược đã xảy ra thêm một lần nữa hôm qua đã có rồi nhưng mà hôm qua nó chỉ một thời gian ngắn mà thôi hôm nay lại tiếp tục thấy hiện tượng này xảy ra nữa và hồi sáng này đó hiện tượng này chúng ta thấy được đã xảy ra vào cái thời điểm là cái công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ đó là cái lãi suất là 2.331 và công trái phiếu 2 năm của Hoa Kỳ đó là 2.337 đảo ngược không có cao lắm nhưng mà cũng cho thấy được là công trái phiếu 2 năm còn có lợi suất cao hơn cả công trái phiếu 10 năm thì có thể nhiều bạn nghĩ là đây là cái hiện tượng đảo ngược mà tại sao lại có hiện tượng này xảy ra. Trong khi là thường đó những nhà đầu tư khi mà các bạn cho vay đi, các bạn cho vay 10 năm thì các bạn sẽ tính phần trăm lãi cao hơn hay là thấp hơn. Lúc các bạn cho vay 2 năm thì đương nhiên một nhà đầu tư thông thường sẽ nói là nếu như mà cho vay 10 năm thì phải tính phần trăm cao hơn vì 10 năm thời gian lâu quá và gì cũng có thể xảy ra. Cho nên cần phải có phần trăm cao hơn để xứng đáng với cái rủi ro cho vay ngắn hạn thì lãi suất sẽ thấp hơn đó là cái logic bình thường và công trái phiếu là gì công trái phiếu là các bạn dùng tiền để mà cho chính phủ mượn và đây là công trái phiếu của hoa kỳ thì khi mà chúng ta thấy cái hiện tượng đó là công trái phiếu dài hạn lãi suất còn thấp hơn cái ngắn hạn có nghĩa là chúng ta bắt đầu thấy dấu hiệu như nhà đầu tư Lo lắng và khi mà nhà đầu tư lo lắng đó họ sẽ không có đầu tư vào những cái mảng mà họ cảm thấy rủi ro Mà họ sẽ rút tiền ra, họ đưa vào những cái mảng mà an toàn hơn Và một trong những mảng an toàn là dùng không cao nhưng mà an toàn đó chính là đầu tư vào công trái phiếu của Hoa Kỳ Cho nên mỗi lần mà điều đó xảy ra đó khiến cho cái áp lực mua công trái phiếu tăng lên Cũng cùng một cái phần trăm tiền lời đó Nhưng mà khi mà các bạn đã nhớ thường chia sẻ đó Khi mà nhiều người muốn mua công trái phiếu thì cái nhu cầu đẩy giá công trái phiếu 10 năm tăng lên nhưng mà cái tiền lợi cũng như vậy khiến cho khi mà các bạn lấy cái tiền lãi đó tính theo đô la chia cho giá của công trái phiếu thì sẽ dẫn đến là đẩy cái mức lợi suất thật của công trái phiếu đó đi xuống và điều này đã dẫn đến là công trái phiếu ngắn hạn còn lãi nhiều hơn là dài hạn là dấu hiệu mà nhiều nhà đầu tư rất là lo lắng tại vì đây là một cái hiện tượng nó cho thấy là cái điềm báo là gì dựa theo lịch sử trước đây đó từ năm 1955 cho tới bây giờ đó mỗi lần mà hiện tượng này xảy ra một thời gian dài thì có thể dẫn đến gần như là 66%, đương nhiên không có gì là 100% hết nhưng mà 66% khả năng là chúng ta có thể thấy khủng hoảng tài chính trong vòng một năm hay là chúng ta nói tới là khả năng là 98% sẽ có khủng hoảng tài chính trong vòng 2 năm. Cho nên những nhà đầu tư rất là lo lắng khi mà họ thấy hiện tượng này và một lần nữa lại xảy ra ngày hôm nay, đây xảy ra một lần hôm qua rồi hôm nay lại xảy ra thêm một lần nữa cho nên các bạn thì được là rất nhiều những sự lo lắng bây giờ và cộng vào đó là những sự lo lắng liên quan đến lãi suất của Fed đang tăng lên khi mà lãi suất của Fed tăng lên thì cái ảnh hưởng sẽ là lãi suất ngắn hạn tăng lên dẫn đến là cái khả năng mà lợi tức đường công đảo ngược này khả năng xảy ra nó còn cao hơn nữa. Những chỉ số futures bây giờ ra sao thì các bạn thấy được là chỉ số Dow futures, chỉ số S&P futures và Nasdaq futures bây giờ là màu xanh trở lại một chút, tăng khoảng chừng là 0,4%. Chúng ta được là thị trường vàng ra sao? Vàng đó thì uh, hôm nay xuống 0,7% nhưng mà cái giá cũng tương tự như là cách đây vài ngày các bạn thấy được vàng đó vẫn xoay quanh cái mức là 1920 1940 đã không thể đi ngược trở lên và thử lại cái mức 2.000 đô. Và chúng ta thấy được là một thị trường khác nữa mà chúng ta cũng quan tâm đó chính là dầu. Dầu hôm nay lại xuống thêm một chút nữa, bây giờ đã dưới 100 đô cho một thùng dầu vừa theo hợp đồng. Thì chúng ta thấy được là cái mức giá dầu đi xuống nó nguội lợi. Tại vì sao? Tại vì hôm nay đó chúng ta có thông tin là Tổng thống Joe Biden nói là sẽ cung cấp một triệu thùng dầu ở trong cái nơi mà lưu trữ dầu của Hoa Kỳ để ổn định giá xăng lại, đẩy cái giá xăng xuống. Tại vì xăng là một trong những cái chi phí của người dân là họ phải chịu đựng hàng ngày. Và đương nhiên khi mà chúng ta có thêm dầu trên thị trường thì giá xăng nó sẽ giảm xuống. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là một triệu thùng dầu này ở đâu mà ra? Thì một triệu thùng dầu này đó là nằm ở trong cái nơi mà lưu trữ dầu tồn kho của Hoa Kỳ. Có thể nhiều bạn không có rành khi mà chúng ta nhìn vào những cái quốc gia đây là tài liệu đó đến từ EIA năm 2020 thì những quốc gia nào mà sản xuất nhiều dầu nhất thì chúng ta thấy được là có thể nhiều bạn nói là Trung Đông sản xuất nhiều dầu nhất thì cũng không hẳn đâu các bạn thấy trên màn hình. Quốc gia mà sản xuất nhiều dầu nhất trên thế giới đó năm 2020 đó chính là nước Hoa Kỳ. Nước Hoa Kỳ đó cái số lượng dầu tạo ra là chiếm tỷ lệ tới 20% của tổng số lượng dầu trên thế giới, rất là cao luôn. Các bạn thấy được là sau đó mới có Saudi Arabia là 12%, nước Nga là 11%, đứng hạng thứ 3 và Canada đứng hạng thứ 4 và Trung Quốc đứng hạng thứ 5. Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất nhiều dầu nhất trên thế giới. Nhưng mà ngược lại đó chúng ta thấy được là Hoa Kỳ không phải là nước xuất khẩu dầu nhiều nhất trên thế giới. Nước xuất khẩu dầu nhiều nhất trên thế giới đó là United Arab Emirates. Cho nên nhiều người khi mà nghĩ đến họ nghĩ đến như nước Trung Đông. Các bạn thấy được nước thứ nhì là Saudi Arabia thứ ba là nước Nga đứng hạng thứ ba trong cái quốc gia mà xuất khẩu nhiều dầu nhất nhưng mà các bạn thấy được xuống tuốt dưới này luôn mới có là cái nước Hoa Kỳ Hoa Kỳ đó đứng hạng thứ bảy trong cái việc là xuất khẩu dầu điều này có nghĩa là gì điều này có nghĩa là Hoa Kỳ đó sản xuất rất nhiều dầu nhưng mà không có xuất dầu nhiều dầu dầu của Hoa Kỳ đó xuất khẩu đứng hạng thứ bảy lần có nghĩa là chúng ta có rất nhiều dầu tồn kho tại Hoa Kỳ và họ tồn kho làm gì để cho cung cấp cho những cái chiến lược quân sự nhưng mà bây giờ đó dưới tình hình này thì tổng thống Joe Biden đã ra quyết định là sẽ cung cấp một triệu thùng dầu để hỗ trợ cái giá xăng đẩy giá xăng xuống cho người dân vì lý do đó dầu hôm nay mới có cái dấu hiệu nguội lại và xuống dưới 100 đô cho một thùng dầu Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái tài liệu quan trọng liên quan đến crypto đi. Thì trước hết á, khi mà Thuận bắt đầu chia sẻ với các bạn liên quan đến những cái thông tin liên quan đến pháp lý đó thì có thể là nhiều người thường hay dùng một lý do là chúng ta cần phải quản lý thị trường crypto tại vì thị trường crypto này đó là một cái thị trường mà rất nhiều những người xấu dùng crypto để mà làm chuyện phạm pháp cho nên thuận mới chia sẻ là khi ai đó nói crypto là công cụ tốt cho các việc làm phạm pháp thì các bạn nên hiểu đó là tất cả những công cụ gì tốt cho người dân đều là công cụ tốt cho tội phạm Giống như là các bạn có ăn cơm không, các bạn có sử dụng internet không, các bạn có lái xe không, các bạn có dùng tiền mặt không. Thì các bạn thấy được là cái vật đó không có tốt hay là xấu, người ta sử dụng vật đó để làm gì mới là tốt hay là xấu. Cái xe không có tốt hay là xấu nhưng mà người dùng xe có thể dùng xe, dùng làm phương tiện, di chuyển, đi làm hay là người ta có thể dùng xe đó để ăn cơm ngân hàng. Vấn đề là người dùng mà thôi chứ không phải là cái vật đó tốt hay là xấu. Crypto cũng vậy, các bạn có thể dùng crypto để sử dụng hàng ngày hay là các bạn có thể dùng crypto để mà quyên góp giống như chúng ta thấy được những gì đang xảy ra ở Ukraine hay là các bạn cũng có thể dùng crypto để làm công cụ phạm pháp giống như các bạn hát một ngân hàng nào đó rồi đòi tiền chuột bằng crypto cũng có thể Chứng đề là crypto không có tốt và không có xấu quan trọng là người dùng mà thôi đây là cái điểm rất là quan trọng nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thời trang hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi98 Và hôm nay đó, nói tới pháp lý thì hầu như là bài báo nào cũng nói về pháp lý và pháp lý khắp mọi nơi luôn Các bạn thấy được là đầu tiên hết chúng ta thấy là một trong những cái nghị sĩ mà chúng ta rất quen thuộc Đó chính là nghị sĩ Elizabeth Warren Thì nghị sĩ Warren nói gì? Nghị sĩ Warren nói đó là Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị và sẵn sàng ra một cái CBDC Có nghĩa là một cái tiền kỹ được số quốc gia Và các bạn thấy được là nghị sĩ vẫn nghĩ Nghị sĩ Warren đó vẫn nghĩ là thị trường crypto là một cái bong bóng Và nghị sĩ Warren ấy, thì so sánh thì crypto giống như là thị trường bất động sản gì đó giá cả cứ bị thổi phồng lên rồi lúc mà giá cả tăng lên ấy, thì ai cũng sẽ nói là giá sẽ không bao giờ đi xuống nữa giá chỉ tăng và tăng mà thôi nhưng mà cuối cùng đó thì giá của bất động sản cũng xuống và nghị sĩ Warren đưa ra một cái ví dụ giống như là từ năm 2000 tới năm 2008 đó lúc đó bất động sản tăng lên rồi lại bị bể bong bóng năm 2008 nhưng mà thuận lại phải nhắc các bạn nhớ là cái giá của bất động sản năm 2008 đó, khi mà bong bóng bể cái giá đó bây giờ đó nhìn lại rất là rẻ luôn giống như các bạn thấy được là cái giá bất động sản năm 2008 mà người ta nói là được đỉnh điểm của bong bóng đó so với cái giá bất động sản bây giờ của Hoa Kỳ là cực kỳ rẻ cũng giống như là các bạn nói tới là cái đỉnh điểm của Bitcoin năm 2017 lúc đó giá khoảng chừng là 19.800 đô thì lúc đó đó là đỉnh điểm mọi người nói đó là cái giá được thổi phòng lên thôi chứ còn giá Bitcoin đâu có giá đó các bạn thấy được là hoàn toàn không đúng nhìn lại thì các bạn thấy được là bây giờ biết bao nhiêu người cười, có ước mơ có thể mua được giá Bitcoin ở cái thời điểm đỉnh điểm đó bất động sản cũng như vậy cho nên thông cảm thấy là sĩ Warren chia sẻ thị trường crypto cũng như là bong bóng bất động sản thì uh, Thật ra tôi rất là tốt luôn tại vì các bạn thấy được bong bóng bất động sản bể rồi lại hình thành, bể lại hình thành Mà mỗi lần bể lại hình thành lại càng lớn mạnh hơn và giá lại càng tăng cao hơn nữa Nếu như mà thật sự là thị trường crypto giống như bong bóng bất động sản này thường cầu còn không được Chứ đừng có nói tới à, là mình cần phải à, biên luận hay gì hết <laughs> Các bạn thấy à, Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta sẽ nói tới đó chính là CBDC có nghĩa là tiền được số quốc gia của Hoa Kỳ Thì chúng ta được là đây là một cái vấn đề mà cũng đang được tranh cãi hiện tại, tại vì các bạn thấy đó ngày hôm qua thì nghị sĩ Tom Emmer cũng đã chia sẻ sau khi mà nghe cái lời phát biểu của nghị sĩ Elizabeth Warren thì nghị sĩ Tom Emmer nói đó là bất kỳ loại tiền gửi được số nào của ngân hàng trung ương không có mã nguồn mở giao dịch cần được cho phép và không có quyền riêng tư đó thì chỉ đơn giản là một công cụ giám sát mà thôi. Tiền điện tử tạo ra tự do không như là tiền điện tử của Trung Quốc. Thì ý của thomas em mà nói đây đó là không cần phải gấp rút đưa ra một cái CBDC cho Hoa Kỳ đâu. Tại vì Hoa Kỳ trên căn bản không có phải đi sau Trung Quốc. Trung Quốc đó chỉ đơn giản đưa ra một công cụ giám sát người dân mà thôi tiền cứ được số đó theo định nghĩa là cần phải sử dụng mã nguồn mở có giao dịch mà không cần phải cho phép như, như là bitcoin và có quyền riêng tư chứ không phải là công cụ dùng để giám sát đâu và hôm nay để chúng ta đã nghe ra thông tin đó chính là đến từ thượng nghị sĩ uh, ted cruz thì thượng nghị sĩ ted cruz này đó đã đưa ra một cái dự luật và cái dự luật này đó sẽ hạn chế quyền hành của fed và không cho fed có nghĩa là cục Dự trị bang của Hoa Kỳ cái quyền đưa ra một cái CBDC Cái như là một cái tiền kỹ số của quốc gia của Hoa Kỳ Thì tại sao vậy thì nghị sĩ Ted Cruz lập luận cũng tương tự như là nghị sĩ M mới đây Cho nên sẽ không có lặp lại Cũng tương tự thôi nói tới cái việc là cần phải có giao dịch mở Không phải là một cái công cụ để mà giám sát người dân Tại vì nghị sĩ Ted Cruz nói là khi mà có CBDC đó thì lúc đó, đó Fed có thể là bắt buộc người dân cần phải tạo ra một cái ví điện tử với lại Fed và lúc đó thì Fed hầu như là quản lý hết tất cả tiền của người dân rồi thì người dân được sử dụng tiền làm gì và quyên góp tiền cho ai hay là dùng tiền đó để làm bất cứ một việc gì đó đều cần phải thông qua Fed hết đó là một cái công cụ giám sát mà người sẽ Ted Cruz nói là không có nên phải có giống như là chúng ta nói tới là hiện bây giờ đó các bạn là người sử dụng ngân hàng đi thì các bạn gửi 10.000 đô từ ngân hàng này qua ngân hàng kia thì đâu cần phải thông qua Fed đâu và Fed cũng không có cần phải biết. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có một cái CBDC thì có phải là các bạn sẽ không có thông qua ngân hàng nữa mà sẽ có cái ví trực tiếp với lại Fed hay là không và nếu như mà như vậy đó thì các bạn nghĩ là ngành ngân hàng của Hoa Kỳ sẽ có thay đổi như thế nào tại vì nếu như mà ai cũng có chương mục trực tiếp với lại Fed đó, thì đâu cần ai gửi tiền với ngân hàng nữa đâu cần ai phải làm việc với ngân hàng nữa coi như là ngành ngân hàng nó sẽ có sự thay đổi rất là lớn và điều này sẽ dẫn đến là cái sự bất ổn trong ngành tài chính vì lý do đó đó Ted Cruz lập luận cũng như là Tom Emmer nói là CBDC của Hoa Kỳ cần phải suy nghĩ kỹ chứ không phải là cứ nhắm mắt ra đại một cái CBDC thì nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao vậy? tại vì các bạn thấy bây giờ đó phần lớn tiền mặt xài cũng không có nhiều, chúng ta thấy được là tiền đó các bạn nhìn thấy là một con số trên màn hình, giống như các bạn gửi tiền vào trên ngân hàng thì các bạn thấy cái số tiền mình trên ứng dụng mà thôi, cũng như là tiền điện tử, chứ có gì khác nhau đâu? Tại sao mà quốc gia này tới quốc gia nọ đều quan tâm đến đưa một cái tiền điện tử của quốc gia mình uh, lên trên blockchain và sử dụng? Tại vì cái khác biệt rất là lớn, cái tiền mà các bạn thấy trên màn hình đó, giống như là bây giờ đó, các bạn tới ngân hàng đi, các bạn gửi một ngàn đô rồi các bạn về nhà của mình, các bạn mở ứng dụng ngân hàng lên, các bạn thấy được là ngân hàng mình bây giờ là có 1.000 đô trong đó. Rồi các bạn có thể là dùng thẻ tín dụng, dùng thẻ ngân hàng để mà xài, để mà chạc hàng ngày. Nhưng mà các bạn nên hiểu, cái con số các bạn thấy trên màn hình đó đó không phải là tiền điện tử. Cái con số các bạn nhìn thấy trên màn hình đó chính là cái nợ, có nghĩa là các bạn gửi tiền cho ngân hàng và ngân hàng đang nợ các bạn 1.000 đô. Nghĩa là các bạn có thể tới để mà lấy 1.000 đô ra đó mới là tiền. Chứ còn con số trên màn hình đó chỉ là đại diện cho cái số nợ mà thôi tiền kỹ thuật số là khác tiền kỹ số đó của một quốc gia có nghĩa là con số đó là con trên thực tế luôn trên trang bản đó các bạn không có tới ngân hàng không có tới Fed để mà rút tiền ra tại vì tiền trên màn hình các bạn đã là tiền thật rồi chứ không phải là một cái nợ nữa đó là cái gì khác biệt rất là lớn giữa cái tiền điện tử mà nhiều bạn nghĩ đến so với lại tiền điện tử CBDC hy vọng các bạn hiểu cái sự khác biệt này và đây là cái thông tin đến từ Hoa Kỳ kế tiếp đó, là các bạn thì được chúng ta cũng có thông tin đến từ châu Âu và đây là một cái thông tin mà nhiều người lo lắng hơn các bạn đã nhớ là cách đây hơn một tuần đó chúng ta có một cái dự luật có tên là Mica M I C A ở châu Âu và trong cái dự luật Mica đó có một phần đó chính là cấm hết tất cả những cái tiền điện tử những cái crypto nào mà sử dụng hệ thống đào sử dụng hệ thống proof of work đó, POW nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng đã thành công loại bỏ cái phần đó ra khỏi cái dự luật cho nên cuối cùng thì đã không có cái phần đó trong cái luật mica ở châu âu nhưng mà hôm nay lại có thêm thông tin nữa là chúng ta thấy được là lại có thêm một cái dự luật nữa và cái dự luật này nhiều người nói là khả năng cao sẽ thông qua và dự luật này nói cái gì trong đó mà làm cho nhiều người lo lắng như vậy cái dự luật này đó là chủ yếu về cái quyền riêng tư của người mà sử dụng crypto thì Vũ nói là nếu như mà được thông qua đó Thì chúng ta có thể là thấy những cái sàn giao dịch ở châu Âu Cần phải xác minh thân phận khi mà các bạn gửi 1.000 euro trở lên Sử dụng những cái công ty dịch vụ crypto có nghĩa là nếu như các bạn muốn gửi là 1.000 euro Ethereum đi hay là hơn con số đó Thì nếu như các bạn gửi cho Thuận thì khi mà gửi đó thì nếu như mà luật này thông qua Thì cái nơi mà các bạn dùng để gửi đó sẽ hỏi các bạn là các bạn cần phải đưa những thông tin là người nhận like, là, là thuận sống ở đâu và những thông tin nào mà cái dữ liệu này cần thì cần phải điền vào đó để xác minh thân phận của người nhận để tiếp tục quản lý cái thị trường này đây là cái căn bản hiểu về cái dự luật mà đang được nói đến rất nhiều ở châu Âu Tuy là chúng ta nói tới đây là dự luật nhưng mà nhiều người lo ngại là cái luật này có thể được thông qua khi mà chúng ta thấy cái cuộc mà bàn luận bỏ phiếu tuần sau giữa quỹ ban nghị viện và hội đồng ở EU thì đây là cái điều mà nhiều người bây giờ lo lắng đây là một cái luật liên quan đến cần phải xác minh thân phận của người nhận và đương nhiên nhiều người xem đây như là một cái dự lực dùng để mà vi phạm cái quyền riêng tư về tài chính và khi mà cần thiết thì cái hội đồng của Euro có thể là đòi hỏi những cái công ty, những cái sàn giao dịch đó là đóng băng hay là ngưng không có cho cái giao dịch đó nếu như mà họ cảm thấy giao dịch này là không có nên xảy ra và tất cả những thông tin cần phải nạp cho hội đồng ở EU và một trong những người mà hôm nay đã cũng lên trên Twitter để mà chia sẻ cảm nghĩ của mình về cái dự luật này chính là Brian Armstrong của Coinbase thì Brian Armstrong đã đưa ra một cái ví dụ là cái này đó là một cái luật mới đầu nghe đó thì có thể là nhiều bạn cảm thấy là cũng không có gì quá cũng hợp lý nhưng mà khi mà các bạn nghe kỹ lại đó mới thấy được đây là một cái luật mà bất công đối với thị trường crypto giống như là Brian Armstrong nói là các bạn bây giờ đó là có ngân hàng phải không? Các bạn muốn gửi 1.000 euro cho bạn bè, cho người thân, cho bất cứ dịch vụ nào thì ngân hàng các bạn đâu có ngưng dịch vụ đó và đòi hỏi các bạn phải điền một cái đơn là các bạn bây giờ gửi tới là cái người nhận đó là ai, cái chương mục bên kia là ai, ngân hàng đâu có đòi hỏi đâu mà tại sao lại đòi hỏi những cái dịch vụ crypto như vậy? Đây là một cái điều bất công đối với lại thị trường crypto này. Đó là cái chia sẻ của Brian Armstrong. Nhưng mà các bạn có để ý, đây là một cái việc tức là thú vị hay là không Tại vì các bạn cũng đang nhớ là cách đây một tuần thôi Nhiều người đã lên trên Twitter, lên trên mạng xã hội để mà phàn nàn về việc là tự nhiên sàn Coinbase ở Canada và ở Singapore à, Một số những quốc gia khác thì nhớ tâm cộng có bốn quốc gia đó Thì lại đòi hỏi là khi mà gửi tiền được số đó thì phải điền một cái đơn Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là điền tên, điền địa chỉ của người nhận là ai Nhưng mà của hôm nay cũng là Brian Armstrong à, chia sẻ cảm nhận của mình về điều đó Nhưng mà tổng cũng hiểu được Brian Armstrong là CEO của sàn Coinbase. Sàn Coinbase thì phải làm việc theo luật thì đương nhiên nếu như mà luật của Canada đòi hỏi thì sàn Coinbase cũng phải chấp nhận. Mà thôi, nhưng mà đây cũng là một cái ví dụ nếu như mà cái luật này thông qua ở Euro đó thì đây có thể là cái điều cần à, phải áp dụng bởi những cái sàn giao dịch. Chúng ta thấy bây giờ vẫn chưa thông qua nhưng mà nhiều người nghĩ là khả năng thông qua cũng cao. Cho nên bây giờ rất nhiều người có sự lo lắng về vấn đề này nhưng mình hiểu nói vì cái lý do này dẫn đến cái áp lực bán hôm nay thì nghĩ là cũng không hẳn đâu đây chỉ là một cái thông tin quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn mà thôi